Người giàu. Khi nói giàu, người ta nghĩ ngay đến người có nhiều của cải, nhiều nhà đất, nhiều công ty. Tắt một lời, người giàu là người có nhiều tiền bạc, mà ít người nghĩ có những người giàu vì có nhiều thứ khác, không phải tiền bạc. Trong đời thường, người giàu là người có tiền bạc, và người có tiền bạc là người hạnh phúc, vì có tiền mua tiền cũng được. Giữa xã hội thực dụng, ngày đêm quay cuồng trong cơn lốc tiêu thụ, người ta quý tiền như sự sống. Và làm người giàu trong xã hội này chính là niềm mơ ước của đa số, là lý tưởng của hầu hết mọi người. Cũng vậy, theo dòng chảy tư duy của thời đại hôm nay, thì người giàu là người đáng sống vì muốn gì cũng có. Người giàu là niềm ước mơ vì nói ai cũng nghe, bảo ai cũng giả. Người giàu là chỗ đứng lý tưởng vì bất hạnh xem chừng không dám mon men đến gần cửa nhà. Vì người giàu gắn liền với tiền bạc, bởi có tiền mới giàu, nhiều tiền mới được gọi là đại gia, nên người giàu là người có nhiều tiền bạc đã là một chân lý không cần chứng minh, lý giải. Và tất nhiên, những người giàu vì có nhiều thứ khác không phải tiền bạc đã hoàn toàn bị lãng quên. Những người giàu không vì tiền bạc bị lãng quên, vì người ta đã quên hẳn cái giàu nhân cách. Vì nhân cách không mua được nhà mặt tiền, tậu được xe hơi. Quên bẵng cái giàu đạo đức, vì đạo đức lỗi thời, có khi còn gây nhiều khó khăn cản trở cho đường kinh doanh. Quên khuấy cái giàu nhân ái, vì cứu giúp người thời buổi này là một rủi ro khó lường. Quên hẳn cái giàu nghị lực, vì tinh thần có mạnh mẽ đến đâu cũng không thay thế được két sắt, tài khoản, tích xù trong ngân hàng. Quên tiệt cái giàu lương thiện, vì lương thiện ở cái thời xô bồ giành giật, bốc hốt, mạnh được yếu thua, thì đồng nghĩa với ngu ngốc, dại khờ. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta ngộ ra một điều, đó là giàu tiền bạc chỉ là một trong những phạm vi giàu có khác của đời sống, như giàu nhân nghĩa, giàu trung thực, giàu liêm khiết, giàu kiến thức, giàu từ tâm, giàu lòng bác ái, giàu ý chí, và vô số những cái giàu tinh thần nhân bản khác. Nếu so sánh với cái giàu tiền bạc, thì làm giàu trong những phạm vi này khó hơn làm giàu bằng tiền bạc rất nhiều. Khó hơn vì của cải tinh thần đòi kiên trì đầu tư và cần nhiều thời gian để chắt chiu gom góp, có khi cả cuộc đời cũng chưa thực sự giàu. Khó hơn giàu tiền bạc vì làm giàu trong phạm vi nhân bản đòi rất nhiều cố gắng hy sinh, vì tài sản tinh thần là giá trị không bao giờ mất mát hư hao, nhưng theo con người đến cây số cuối cùng của đường đời. Làm giàu trong những phạm vi này còn khác với làm giàu bằng tiền bạc, khi cái giàu tiền bạc có thể đe dọa hạnh phúc và làm đổ vỡ hạnh phúc, trong khi những cái giàu nhân cách, nhân ái, nhân văn không bao giờ làm sứt mẻ, thui chột hạnh phúc. Trái lại, những cái giàu ấy dọn đường và bảo đảm cho hạnh phúc. Biết bao người giàu tiền bạc đã không bình an vì tiền bạc làm lo lắng sợ sệt. Biết bao người giàu tiền bạc đã không thảnh thơi thoải mái vì tiền bạc làm mất ăn mất ngủ. Biết bao người giàu tiền bạc đã lao tâm khổ trí vì tiền bạc trở thành gánh nặng quằn vai và nguyên nhân của nhiều đau khổ thất vọng. Biết bao người giàu tiền bạc đã không biết thế nào là tình bạn chân thành, vợ chồng chung thủy, gia đình êm ấm, trong khi những người giàu lòng từ bi hỷ xả, giàu bao dung tha thứ, giàu nhẫn nại chịu đựng, giàu quả cảm trung thành, đã không chỉ có hạnh phúc cho bản thân, gia đình, mà còn đem lại hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Thực vậy, khi ý thức giàu tiền bạc không là cái giàu duy nhất,
nhưng bên cạnh còn nhiều cái giàu khác mang những giá trị không thể bỏ qua trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thận trọng hơn trong chọn lựa giàu có, để không ảo tưởng tính độc quyền hạnh phúc của tiền bạc, nhưng sáng suốt nhận diện tiền bạc là một thứ giàu, vừa hứa hẹn vừa đe dọa hạnh phúc, vừa xây dựng vừa phá hoại bình an. Và bên cạnh thứ giàu hai mặt này, có nhiều thứ giàu khác không bao giờ đe dọa, mà chỉ dọn đường, kiến tạo và bảo đảm bình an hạnh phúc cho con người. Mặc toàn gấm vóc lụa là ngày từng ngày trôi qua, yến tiệc linh đình mở ra. Một Lazaro nghèo hèn đang nằm trước cổng thiết tha, thèm được chút thức ăn từ bàn người giàu rơi ra. Một đời sống kiếp mù lòa, lòng hẹp hòi vô tâm, chẳng nhìn đến người chung quanh. Một Lazaro nghèo hèn đang nằm trước cổng đớn đau, thèm được chút xót thương từ lòng người giàu mơ ra. Lạy mở rộng tay con để chia sớt với người nghèo đói thơ cùng. Lạy Chúa, xin mở rộng tim con biết cảm thông với